sản phẩm du lịch xe buýt 2 tầng xuyên đêm mang tên Không Ngủ Ở Sài Gòn vừa được ra mắt, nâng thời gian phục vụ bằng phương tiện này lên 24 giờ trên ngày. Tour Không Ngủ Ở Sài Gòn bắt đầu từ 23 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, khởi hành từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Xe buýt 2 tầng sẽ chạy qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan, di tích, kiến trúc, khu phố ẩm thực và các trung tâm có hoạt động nhộn nhịp suốt đêm của thành phố như đường Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, cho du khách trải nghiệm và tận hưởng những cung đường đẹp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh về đêm. Thành phố buổi đêm rất là khác và mình có cái thời gian để mình giống như là mình có thời gian để mình tĩnh lại một chút, nhưng mà vẫn được tiếp nhận rất nhiều kiến thức mới thông qua những cái gọi là lời thuyết minh ở trên xe. Hiện tại thì cảm xúc nó đang vẫn khá lẫn lộn và mình rất là chờ mong 2/3 chặng đường cuối của chuyến xe sẽ như thế nào. Tour đêm sẽ hướng đến tập du khách lưu trú ngắn ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, có thể là du khách trong nước hoặc quốc tế, mong muốn thưởng thức cảnh đêm ở thành phố một cách tĩnh lặng nhưng vẫn lung linh, rực rỡ. Được trải nghiệm cái chuyến xe buýt về đêm không ngủ của thành phố Hồ Chí Minh, mình được trải nghiệm qua rất nhiều các điểm du lịch cũng như là văn hóa của thành phố, thì mình cảm thấy thêm yêu và thêm trân trọng cái giá trị lịch sử cũng như giá trị văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ chọn lựa các cái nguồn du khách họ có thời gian ngắn ngày ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ có thể thưởng thức cái đêm một cách tĩnh lặng ở thành phố Hồ Chí Minh. Người ta thưởng thức ở các cái góc nhìn về ban đêm ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một cái nhịp sống sôi động và khác hẳn các thành phố khác. Tour du lịch mới này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh với các nước và thành phố trong khu vực, thu hút khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, góp phần mang lại nguồn thu ngoại tệ về cho thành phố.